được cầu thủ mang số 5 Thagorat Thanathat. Trong khi đó thì Sao Đất Khánh Hòa ra quân trong màu trang phục màu xanh. Và đây là đội hình ra sân của Sao Đất Khánh Hòa. Và tình huống phát bóng đầu tiên thuộc về Sao Đất Khánh Hòa. Đó là tình huống bóng đã đi ra ngoài. Tình huống ghi điểm ở biên 2. Bóng được chắn đi ra ngoài. 2-1 cho Đà Nẵng. Đó là tình huống đập nhanh ở vị trí số 3 và đã giúp cho Đà Nẵng có điểm số thứ 3 vươn lên dẫn trước 3-2. Đó là điều hết sức đáng tiếc đối với Đà Nẵng. Đó là pha ghi điểm ở biên 4 của ngoại binh Evandro Dias. Chủ công Evandro Dias được sau ra. Và đó là một cú đập rất tốt của Evandro Dias được sau ra. Không được pha phối hợp nhau không tốt của Đà Nẵng. Họ đã bỏ lỡ một tình huống tấn công. Và đó là một cơ hội cho Sao Đất Khánh Hòa để thực hiện tình huống tấn công của mình, cân bằng tỷ số 5 đều. Pha phối hợp với nhau không tốt của Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho Sao Đất Khánh Hòa thực hiện cú tấn công. Pha đánh hai chuyền rất hay cho Sao Đất Khánh Hòa, cân bằng 6 đều. Tiếp tục là một tình huống phối hợp với nhau không tốt, nhưng Sao Đất Khánh Hòa đã không thể tận dụng được thời cơ. Đó là một tình huống đập rất mạnh từ sau vạch 3m. Pha phối hợp với nhau không tốt của Sao Đất Khánh Hòa vì họ đã không tận dụng được thời cơ này. Và đó là một tình huống tấn công cho Đà Nẵng, họ đã không bỏ lỡ thời cơ này. 7-6. Không cứu được bóng. Pha đập rất mạnh ở biên 2. Và bắt bước 1 không tốt. Điểm 9-8 cho Khánh Hòa. Số 3. Vẫn còn pha phòng ngự tốt của Sao Đất Khánh Hòa, nhưng một tình huống bám chắn hiệu quả của Đà Nẵng giúp cho họ có được điểm số thứ 10. Vẫn còn. Vẫn là pha cứu bóng thành công của Sao Đất Khánh Hòa. Bám chắn hiệu quả. Sao Đất Khánh Hòa cân bằng 11 đều. Một tình huống chắn đôi rất hiệu quả. Nên hiệu quả hơn. 15-12. Pha chuyền dài và một tình huống bỏ nhỏ. Đó là một tình huống bỏ nhỏ tốt của Dương Văn Tiên. Sao Đất Khánh Hòa rút ngắn xuống còn 13-15. Một pha chuyền dài ra vị trí số 4. Và Dương Văn Tiên đã có một tình huống đánh rất thông minh. Điểm số cho Sao Đất Khánh Hòa trong pha bóng vừa rồi. Nhưng ngay sau đó thì Đà Nẵng đã tiếp tục ghi điểm. 17-14. Pha chuyền bóng sau đầu tốt của Trung Kiên. Pha ghi điểm của anh Tuấn. 19-17. Đó là một tình huống đập trên chắn của Evandro. 18-19.
Pha đập trên chắn của ngoại binh người Brazil. Pha vào đà không đúng nhịp của ngoại binh người Thái Lan. Pha đánh hai chuyền. Evandro, cú đập của Evandro. Bóng đã chạm mép lưới và đi đổi hướng. Cú đập không phải là quá mạnh của trung thành. 20-19, Đà Nẵng lại vượt lên. Nhưng cú đập của Evandro đã cân bằng cho Sanet Khánh Hòa 20 đều. Pha đập chéo gắt ở trong tình huống vừa rồi. Chuyền hai của Đà Nẵng đã chơi không hề tồi. Pha bám chắn tốt. Pha đập không đủ lực của Thenathat. Bám chắn tốt. Vẫn còn. Đó là một tình huống đập trên chắn. Sân khách Khánh Hòa vừa lên dẫn trước 23-22. Pha tấn công ở biên 4. Chúng ta hãy cùng xem lại tiếng này. Và ghi điểm của Sân khách Khánh Hòa tiếp tục vượt lên dẫn trước 24-23. Liệu họ có tận dụng được hay không? 24-23. Nhưng Đà Nẵng không cho điều đó xảy ra, cân bằng 24 đều. Trận đấu thứ nhất đang diễn ra thực sự là nóng. Và đó là pha lập công trục tội của Evandro. Đà Nẵng lại cân bằng 25 đều. Pha phát bóng của Thanatat. Cứu được không? Vẫn cứu được. Đó là pha cứu bóng của Trung Kiên. Nhưng cú đập thứ hai của Evandro thì chịu rồi. Khi mà Đà Nẵng chưa kịp lập chắn, đã có cú đập tiếp theo. Vẫn còn. Và đó là pha ghi điểm của Sân Khách Khánh Hòa. Tình huống ghi điểm đã giúp cho Sân Khách Khánh Hòa có chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên. Set đấu thứ 3 này đang diễn ra căng hơn. Có lẽ chúng ta đang chờ đợi vào việc vươn lên của Đà Nẵng để tạo ra set đấu căng thẳng hơn. Đó là thành công đối với đội bóng này. Quan hệ điểm của ngoại binh Evandro. Điểm số cho Đà Nẵng. Lỗi dính bóng của Sân Khách Khánh Hòa. Chắn của Sân Khánh Hòa làm việc rất hiệu quả trong trận đấu này. Tấm vé vào vòng đến bán kết đang rất gần với Sân Khánh Hòa và đó là một cú ace của Sân Khánh Hòa. 16-9. Cú giải cự ly đội hình của Đà Nẵng mà bỏ lót cho nào không tốt. Có khá nhiều những tình huống để cho đối thủ kiếm điểm ace ở trong trận đấu này. 17-11. Pro có cảm giác như lực không phải là quá mạnh.
Tự là làm ngắt mạch hưng phấn của Đà Nẵng khi đang có chuỗi lên điểm tốt. Cầu lên điểm đang tốt tự nhiên bị ngừng. 15-19, 19-15. Và Khánh Hòa lại tiếp tục lấy lại nhịp. 20-15. Lỗi liên tục đến với Đà Nẵng. Của nữ chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu giữa Binh chủng Thông tin và Quảng Ninh và VTV Bình Dương Long An và Galaxy của Thái Bình. Sân khách Khánh Hòa đang tiến tới tấm vé bán kết bằng chiến thắng 3-0. Chắc chắn nằm trong tay của sân khách Khánh Hòa rồi. 24-18. Và kết thúc bằng một cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của sân khách Khánh Hòa. Bóng bật lưới và sang phần sân của đối phương. Và các khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đã rất vui mừng với chiến thắng này của Sanet Khánh Hòa. Một chiến thắng thuyết phục trước Đà Nẵng. Chiến thắng dường như đã được dự báo từ trước.